Alo. Trả lại em yêu chiếc cân ngày nào, ngày còn bên nhau ai ân tràn đầy. Alo, sau đây em sẽ thử cho anh Tiến ở Thường Tín, Hà Nội cái bộ hát live, hát ra loa ngoài, đó là bộ K9 kèm với cái mic BM900 anh nhé. Thì cái sao cạc K9 này nó hơn hẳn so với cái dòng sao cạc V8 trước đây anh nhé. Ở đây có rất là nhiều các cái hiệu ứng khác nhau, nó hát cực kỳ vang luôn anh nhé. Và có rất là nhiều các cái chế độ ở đây, ví dụ như em ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nó vang hơn hẳn anh này. Đây các cái chế độ ở đây, ví dụ anh bấm mốt này. À chế độ này này, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, hiện tại em đang sử dụng cái Popila này anh nhé. Thì nó giọng rất là vang, anh có thể hát ra loa ngoài anh này. Thì anh mua thì bên em có phụ kiện, đó là cái giá đỡ mic. Giá đỡ mic anh có thể kẹp ở bàn được anh nhé. Ở đây, cái hình cái giá đỡ mic đây. Có cả cái tai nghe anh này. Tai nghe ở đây nhé. Hiện tại thì dây lai em cắm vào điện thoại của em đang live. Nếu mà anh không sử dụng cái dây livestream này thì không cần cắm cái dây này anh nhé. Có cả cái giá đỡ điện thoại anh này. Đây, có cả cái giá điện thoại. Thì ví dụ như hiện tại em đang cắm cái mic là lỗ mic anh nhé. Ví dụ như anh mà cắm ra loa ngoài thì anh có thể cái đầu 3.5 từ cái loa anh nhé. Thì anh có thể cắm vào headphone hoặc là headset đều được anh nhé. Thì anh cắm ở đây thì nó hát ra cái loa ngoài. Cái này lấy nhạc rất là đơn giản, đó là cắm bắt Bluetooth ở trên cái điện thoại của anh. Khi mà anh bật lên thì anh kết nối, nó có tên là SK-K9 anh này. Hiện tại em đã kết nối vào SK-K9, đây cái cuối cùng ở đây nhé. Và sau đây em sẽ thử cho anh một bài hát được trên cái bầu sản phẩm K9 này. Alo, 1, 2. Alo, 1. Em để cái chế độ recording này nhé. Hoặc là cái Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, em vừa thử cho anh trên cái bộ sản phẩm K9 kèm với cái mic BM900 anh nhé. Anh cắm cái loa ngoài thì anh sẽ cắm vào cái chỗ headphone này thì nó chuẩn hơn anh nhé. Rồi, ok, cảm ơn anh.